Để tuần lễ nhãn nông sản Hưng Yên tại Hà Nội năm 2023 bắt đầu diễn ra từ ngày mai 25 tháng 8 đạt hiệu quả cao nhất, từ nhiều ngày nay, các nhà vườn, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã lựa chọn các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, mẫu mã đẹp nhất nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân thủ đô. Ngay sau khi được chọn ở đơn vị đại diện thành phố Hưng Yên trưng bày và quảng bá sản phẩm tại tuần lễ nhãn nông sản Hưng Yên tại Hà Nội năm nay, Hợp tác xã Tân Châu Phố Hiến chuẩn bị một tạ long nhãn, một tạ long nhãn ôm sen 50kg mật ong và lựa chọn những vườn nhãn có quả đều, đẹp, chất lượng thơm ngon nhất để mang tới thủ đô. Ngày mai tôi mang 4 đến 5 tạ thì hết thì chúng tôi lại cắt lại chuyển tiếp lên để quả nó được tươi hơn. Nhãn cùi thì là chúng tôi có giá là 70 đến 80 nghìn đồng 1kg. Long nhãn thì chúng tôi là có giá là 300 nghìn 1kg. Long nhãn ôm hạt sen là chúng tôi bán 400 đến 450 nghìn 1kg. Năm nay tỉnh Hưng Yên bố trí 15 gian trưng bày với các sản phẩm nhãn quả tươi, long nhãn, hạt sen, mật ong và các sản phẩm nông sản của 14 hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn trên địa bàn tỉnh. Để quảng bá sản phẩm tới du khách thủ đô, các đơn vị lựa chọn chủ yếu nhãn Hương Chi, Cùi Cổ, Đường Phèn, T2, T5, T6 được trồng lâu năm, chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp và chiều muộn hôm nay mới thu hái để nhãn được tươi lâu, giữ được hương vị, mùi thơm đặc trưng của nhãn Hưng Yên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị sản phẩm của các hợp tác xã nhà vườn đã được hoàn tất, sẵn sàng trưng bày và phục vụ du khách. Tuần lễ nhãn nông sản Hưng Yên diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.